Vâng, xin mến chào quý vị. Đây ạ, đây đây, hôm nay tôi lại quay lại để cho quý vị và các bạn xem, và cũng gửi tới một cái bác ấy ở Phú Xuyên, Hà Nội, bác xem lại đi ạ. Thì nói chung là như này này, là hôm trước ấy, bác giả cái giá đấy giao lưu với chú Nguyễn Huynh thì thôi, chỉ một tí ti thôi đấy, một tí ti nữa thôi thì là hai chú cháu là sẽ tìm được tiếng nói chung, là sẽ dễ dàng giao lưu. À, có. Đấy. Thế cha này là nghe lỏm này. Có tinh thần như này này, chúng ta nói là nãy là bảo thưa thôi, cái này là từ nọ quay lên rồi, nhưng mà vâng. Cũng nói chuyện thì sao đấy, chắc là đây là một cái xanh Nam Điền đấy. Nhà mạng này muốn để đưa lên để cho khách hàng là xem lại cho kỹ. Vâng. Đấy. Đấy, đúng đấy, chuẩn đấy. Đấy là thực ra nói thế thì thôi thì cứ đưa lên cho anh em xem. Cây này là cây xanh Nam Điền. Vâng. Tôi nói các bạn này, nó các bạn này là cây xanh Nam Điền, mà cây này thực ra nó là cái đường nét của nó đi thì các bạn nhìn thấy biết rồi. Đấy, nó cao, cái này nó chỉ cần 40 thôi. Vâng. 40 lùi thôi. Đấy. Cái nói ở đây là thực ra nói là mỗi cây đúng là nó có mùi đá. Vâng. Thế thì cái cây này thì chỉ việc chơi thôi, như này thôi. Cắt dăm thì các bạn biết là hết dây hết dựa rồi, không còn dây dựa ở đâu. Cái này thì cháu nhớ từ cái ngày mà nó còn dăm gì đã có rồi. Cái này bây giờ bắt đầu đấy, tay tiếc quá, dạng bồng biết phải từ thế đâu, bao năm rồi. Nếu mà cháu nhớ không nhầm nó cũng rơi vào 7 năm rồi đó. Đấy, cái tầm cỡ ấy nhỉ, ngược ấy. 7 năm rồi, nên là bác Phú Xuyên hôm nay bác đi xem lại xem này. Nhìn kỹ vào. Đấy. Bác xem lại kỹ vào đấy. Thêm một tí đi bác ơi, dạ, nó thật sự dạ. Luôn là thêm một tí đi, dạ, dạ. Thêm một tí đi thì là nói chung là chú Huynh thì chú ấy cũng thật sự luôn là khách hàng thì chú cũng quý lắm. Đấy, làm sao là muốn là anh em mình phải hợp duyên với nhau là ok. Chú nhờ. Cái này thì tôi nói tôi tầm đặc lắm chứ không? Vâng. Tôi nói cả vườn tôi nhá, nếu nó có 3-4 cây xanh thôi, 4-5 cây thôi. Dạ. Ngày trước thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi lại... chính nhờ bác quay trở về bác ấy đi, chính nhờ chú Huynh ạ, ừ. Chú quay trở về chú làm xanh đi. Không, tôi này đây đang xanh thì nó cũng dễ làm. Cái thứ hai là tôi tính chất là tổng hợp à. Không phải thiếu thứ cây gì, nhưng mà những cây thì cây nào mà nó có nét đẹp thì cũng làm thôi. Thế nhưng mà ý nói là phải nói là đúng là cũng không may mà kiếm được cái may mắn chứ lại không may. À, may mắn gọi là may mắn. May mắn là có duyên. Là có duyên được cái phôi này. Giao lưu được một cái tác phẩm xanh. Bây giờ là chơi được rồi đây này. Bây giờ chơi được rồi. Bây giờ là không gọi là phôi nữa đâu này. Bây giờ là vào dăm làm dăm đẹp lên là chơi này. Đấy, chơi gọi là hàng gọi bonsai mini là ok này, một người B này. Đấy, rất là quái cây này. Đấy, đúng đấy. Nên là cái video này cũng muốn là quay lên để giao lưu với cả các bác, và cũng quay cho bác Phú Xuyên. Bác có nhu cầu thì bác liên hệ lại và thêm một chút đi. Không phải thế đâu. Đấy. Không cứ phải như thế đâu. Là giao lưu được ngay. Mình không nên như thế. Mình vâng. Thực ra tôi không muốn như thế đâu. Người ta cũng có cái yêu rồi, nhưng mà vâng. Tôi thì thế này. Thực ra nói là cái chuyện là cây cối giá cả thì nó anh em làm sao phải hài hòa đúng không? Hài hòa thoải mái. Vâng. Chứ mình không nên kẻo kéo nó kia cho mệt mỏi tính tôi chứ. Vâng. Bởi vì tiền ra trong túi cây của mình đây. Thế còn thậm chí khi người ta còn mua cây nó khi giao lưu chỗ khác cây nó còn đẹp hơn chẳng hạn đấy. Vâng. Đấy số. Tôi thì cứ ai bất kể ai. Thì bây giờ tôi cũng nói thật là tôi cũng làm cái này cũng đến bây giờ lại là cơ bản là đã hơn chục năm rồi. Hoàn thiện rồi. Anh em nào có cái nhu cầu thì alo lấy số điện thoại rồi kết bạn qua cái Zalo. Đấy, số của chú là 0915426353. Đúng rồi. 0915426353. Đúng rồi. Đoán. Đấy thì cứ gọi là chuyện phòng the không khoe phòng khách. Ừ. Nên là cứ ở trong phòng kín. Đấy, một cây Nam Điền. Ra cây này tôi cũng rất thích đấy. Tôi thích cây này lắm. Nhưng mà thôi thì bác nào mà thích hơn thì tôi cũng nhượng lại. Nhưng mà hiện tại là chưa đủ tiền. Đấy, bảo ông Huynh bán chịu ông Huynh và ui đợt này kinh tế khó khăn lắm. Tôi đang muốn là nhiều cây tôi muốn là để nhập vào là tôi nhiều ý tưởng lắm. Nên là muốn là
giao lưu là phải tiền tươi thóc thật đủ, nổ tài khoản tinh tinh đầy đủ. Nhưng mà cây này đẹp rồi, cây này rất là đẹp luôn, phê lắm, quá đẹp luôn, sướng. Bác nào có tiền chốt cây này, thật sự em khuyên các bác nếu có tiền chốt cây này thì rất là ok. Đấy, xanh nam điên này. Đấy, cây này nó chỉ đợi thời gian 5 tháng nó già nó sẽ rất là sắc. Sàn hồ nữa là thôi. Mà nhanh mà, cái này là như thế này chỉ việc đợi lá bánh tẻ xong tuốt lá đi xong cắt đi bằng nó lại bật thôi mà. Đấy, đẹp lắm. Nó đã vào cốt rồi, nó đã vào sẵn rồi. Cây này nhìn nó rồi. Nhìn nó lạ cây. Nó vào form sẵn rồi chỉ việc chơi thôi. Lạ cây, quái cây. Rồi, ok, cảm ơn chú Hình rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn nhá. Vâng, chào các bác ạ. Các bác đang xem chú Nguyễn Huynh đang rồi, chào các bạn nhá. Chỉnh sửa cây si cổng làng. Xin chào các bạn. Ngày trước là tôi có cái video là trước là cây này mới vào. Rồi đi. Đúng rồi, đúng rồi chú ạ. Cháu nhớ. Thế là hôm nay là tôi cũng vào xong rồi đấy. Gọi là đến bây giờ là để các bạn nhìn thì là dễ nó xuống này. Dễ nó cuốn rồi. Dễ nó cuốn này. Đó. Dễ này. Đây là cuốn này, trắng toát đằng sau này. Đằng trước đằng sau hai bên mặt nhau này. Dễ này. Để nhiều dễ thế nó có lòng vòng không chú? À, không, cây đó lúc này đang khỏe cây. Thì tôi sẽ cắt những cái này ra. Cắt dây đấy. Cắt cái dây này ra. Đấy, nó chịu rồi. Lần trước là nó cứ bồng bềnh. À, đúng rồi. Đấy, nó chịu rồi. Ngon rồi. Hơi nghiêng lên tí là được chú. Đấy. Đấy. Người thật còn thật rồi. Người thật. Nói bảo à uôm đấy. Các bạn nhìn nhá. Đây là trước là cách đây khoảng tầm 6 tháng rồi, 6 7 tháng rồi. Đấy. Đã 6-7 tháng rồi kìa, nhanh thế. Nhanh không? Cháu tưởng 3 tháng. À. 4 tháng. Đấy. Hết thế nhá. Vâng. Hết bó rồi nhá, ăn hết rồi. Rồi, dễ mới của nó đây này. Đấy, dễ mới ra này. Vâng. Thế chú để cái dễ ý à? Ừ, để đấy, để nó bám đá. À, đẹp rồi. Đấy, cổ thụ. Vâng. Có đôi quạt có gọi là người anh người chị thì đẹp lắm. À, liền anh liền chị. À, liền anh đấy thì đẹp liền lắm. Liền anh liền chị, anh gọi người anh người chị. Đấy thì đẹp lắm. Thế nên là tôi lại hôm có một cặp bằng thứ bát thứ thế nhưng mà thôi người ta mua cây xong người ta bảo tặng nhưng mà tôi tặng. Thì bạn thì đẹp lắm. Thôi hôm nào lại lên bắt chàng xin mà. Đúng rồi. À, xin thì không được phải mua. hai mặt nhá, hai mặt đều bám này, bám này. Bám là trồng già. Này 6 củ có giao lưu được không chú? 6 củ. À. 6 củ chắc tầm thế nhỉ? À, chuyện đấy thì thực ra nói là anh em đấy đây giờ là đấy anh em chứng kiến rồi. Tôi làm này anh em đã biết rồi. Đây dễ nhiều dễ thế này. Nhiều này. Đấy, phóng ra là củ rồi. Đấy bám này vài cái này nhá. Nói ở đây anh em phải đồng cảm nhá. Cái này 1 năm nữa rồi nhá. Thì mịn màng đẹp. Bởi vì trên này đẹp hết rồi. Vâng. Trên đẹp hết rồi. Đấy. Nhìn thấy đâu? À, đúng cổng nàng luôn. Vâng. Không còn dây dựa gì nữa nhá. Đấy. Cứ này chơi thôi. Đặt đâu cũng được. Đấy, quá đẹp. Quá tiêu chuẩn. Đấy. Phải phân tích. Nhẹ nhàng siêu úp đỏ luôn. Trong phong cách cổ, đúng một phong cách cổ, theo đúng phong cách cổ nghĩa là bám chạy phong cách cổ, dòng này dễ đã chạy ngang chạy dọc trong lòng, nó không cần đấy à chú, không cần đất à? Không kể là nó tự nhiên, nó có cái độ ẩm gì nó chạy tự nhiên nó bám sát luôn, thế ạ, không cần cho đất vào là nó lùa xùa dễ, lùa xùa đây là nó bám sát tự nhiên này này, à. Đấy.
đây nó chạy theo này. Đấy, cái rễ này sao đẹp này, rễ này đẹp này. Đấy, nó sẽ bám sát đây nó chạy này. Đấy. Phải nhẹ nhàng thế. Kè của cổng làng, si cổng làng ấy. Đó. Thì dễ này xong rồi nhỉ. Nha. Nó chạy đây nha, kèo khè nó vén ở đây này. Vâng, cái si này chú giao lưu ở đâu? Mua ở đâu? Cái này tôi mua lâu rồi nhưng mà tôi trước cả chú cây không rồi, tôi về tôi mua được cái cổng làng rồi tôi áp vào đợi thời gian. Kè cái... xin búp hồng của chú. Xin búp hồng 100% đẹp luôn. Đây kiểu đẹp. Quá đẹp. Đúng là dáng cổ kính. Cổ kính. Vâng. Đấy thì bác nào mà thích cái dáng ở cổng làng, một cái cây si nó bám vào cổng, đấy, trèo lên trên cổng, nóc cổng này, thì các bác liên hệ chú Huynh 0915426353. Đấy. Cây này thì chú cũng giao lưu gọi là nhẹ nhàng thôi, giá rất hợp lý cho quý vị. Đó, không ấy đâu, không là nhiều quý vị sợ bảo cây chú Huynh làm đẹp như này chắc nhiều tiền lắm, không, nhiều cây chú bán giá rất là bình dân. Đó, tóm lại là các bạn cứ không phải lo. Tôi là người làm cây. Yeah. Thì tôi cũng phải muốn bán ra để có cái tiền ăn sáng chứ. Thứ hai nữa là thực ra nói như này là tôi là không phải là mua cây nguyên bản này. Vâng. Nếu mà mua cây nguyên bản này mà bán ra thì nó tức là khác. Nếu mà mua như này mà lại bán thì là chú lại trả ấy đâu chú. Vâng. Nhưng mà tôi lại làm ra có vật liệu tôi chắp nối và tạo thành một nghệ thuật thì tôi có nó có giá trị riêng của nó. Vâng. Và anh em là có thể là mua bán thì cũng dễ thôi, bởi vì tôi có quyền là ví thể là tôi ra lộc ra lá là do tôi. Vâng. Đấy, bởi vì nó có quyền được hơn thế. Với tôi vật liệu thôi không đăng gì. Rất là đẹp nha quý vị nhá. Đấy quý vị cứ liên hệ chú Huynh. Cái thế nó chạy qua đây rồi. Vâng. Đấy, chạy thành hết rồi. 0915426353, một cái cây si hôm mấy cổng. Đấy hiện tại đến bây giờ được 6 7 tháng rồi. Trước là một cái cây si không mà chú mua được cái tiểu cảnh này chú ghép vào, nhưng mà không phải là đấy, nhiều lúc quý vị thấy không phải đơn giản là mà ấy đâu mà nghĩ ra được để tạo ra một được một tác phẩm như này đâu. Đấy, nó cũng phải có một cái con mắt nhìn nhận, một cái bộ óc này. Bảo sao mà chú ấy mấy chục năm nay tóc mãi không mọc được. Đấy. Rồi là cứ bạc hết cả tóc rồi. Đấy, đúng kiểu, như thế thật. Kiểu dạng lúc nào cũng phải bao chất xám dành hết cho cây. Đúng như thế thật. Khổ lắm quý vị ạ. Nhiều lúc cũng chả sung sướng gì đâu. Làm ra được một tác phẩm giao lưu với quý vị. Vâng, thì gọi là có được một chút là thu nhập tiền ăn sáng cà phê cà pháo đó. Không phải phụ thuộc vào con cái nó nuôi nhưng mà cũng bỏ ra nhiều ấy lắm, nhiều chất xám lắm đó. Đấy quý vị nhìn đầu nhẵn bóng. Nên này. Đổi cũng đánh đổi đấy, cũng không thực phải ra mà nói đâu. Là lấy giờ là có tuổi rồi thì vâng. Mùa hè nữa. Đấy. Thế giờ là cái tính hai nữa này thôi thì anh em phải đồng cảm là tôi này thích này phong lưu để ra nó mát mẻ tí gội đầu thì nó nhanh đấy. Đỡ. Tôi sạp phòng đấy, riêng khoản tiết kiệm được tháng đã tiết kiệm được đôi trăm nghìn tiền sạch phòng rồi đó. Đấy chẳng hạn thế. Rửa mặt thì hơi lâu tí. Nói chung là nhiều lúc thôi thì cũng nói chuyện vui với cả nhà mình cho nó câu chuyện cho nó rôm rả, còn biết là cũng nhiều bác là cũng đang ấy rồi đấy, đang gọi là giấm rúi cũng gọi là thích sướng sướng cây này rồi đấy. Thì các bác cứ liên hệ với cả chú Huynh, số điện thoại 0915426353 đấy. Chú nhiều khi gặp chú Huynh này nói chuyện còn thích nữa, còn sướng nữa cơ. Tính chú ấy phải nói là rất là gần gũi, thân thiện. Đấy, con người của ấy mà, con người sống và thực hiện theo Đảng và Nhà nước mà. Rất là nghiêm túc, rất là một cái phong cách thanh niên đó. Vâng, rồi, cháu chào chú Huynh, chào các bạn nhé. Chào quý vị. Xin chào.